Hỏi chàng trai kia. Anh em mình còn gặp nhau nhiều lắm. Hiển, Hiển, cái khúc này nè. Ê, cái da non này Hiển đào lắm đó. Ê, ê, bình tĩnh nè, anh nhìn đây chị ơi. Nãy nhiệt tình vô. Wow. Còn nguyên một trái luôn. Không, ăn cho hết đúng, luôn đúng. Vô. Giờ chả biết mình có thiệt sự là nhường hay không. Nhưng mà vòng một mình đã thua điểm so với mấy em nhỏ thì mình cứ phải chịu phạt. Nó phạt cái thiệt ra như chương trình cũng ưu đãi lắm em. Để coi coi bữa nay mình ăn món gì nghe. Hồi hộp như sao? Em muốn mở ra không? Ê, nói nghe là sao hồi hộp, anh nghĩ anh đừng làm vậy thiệt. Một, hai, ê, ê. Thích to, trời ơi. À, trời ơi, ăn cái này sao? Cái này sao ăn trời? Nói thế thôi, chứ thật ra hôm nay không phải là một món ăn. Bây giờ, bốn cái con người bên kia sẽ được quyền ưu ái lựa chọn những thành viên bên đây. Thích người nào, mình đứng cặp vô với người đó. Hàng cầm cho anh một cộng thun, một hoặc hai tùy em lựa chọn. Thanh Anh mấy cộng? Bên đây Nghĩa em chọn đi, hai hoặc tốt ba. Tốt là hai phần ba em chọn. Hai. Hiển mấy cộng? Đối với em người lương tâm lắm đó, đúng thiện rồi. Lành lắm. Đúng rồi. Bốn cộng còn thì em lấy hết à. Ờ đó. Rồi, hình phạt của chúng ta như sau. Bốn cái con người chịu phạt, làm ơn chịu khó dán cái ống quần lên. Xong bốn cái con người cầm dây thun, mình chỉ cần mình căng cái cọng dây thun ra thiệt trời nhẹ nhàng, mình búng vô bất kỳ cái chỗ nào trên cái khúc chân đó. Dạ, ngồi em ba phát chưa? Mà phải từng cặp một làm tôi kiểm tra. Em nè, em kéo phải biết từ bi không? Kéo ra tới đây cho một cam thanh nghe chưa đã nghe. Chưa đã mấy hả ta? Cam thanh chưa đã em à. Hai. À, mạnh lên trời ơi. Nó chỉ có ba cái lằn đỏ trên cái bắp chuối thì thôi, mấy lằn luôn nè anh. Tới Thanh Anh với bé Linh nè. Sao mà chương trình nở nào mà cho cái hình phạt? Ủa sao nhẹ hiều vậy? Đau chưa? Hai phạt. Sao mà bắn thun như công chúa hái hoa vậy? Ba. Trời ơi. Em thử chuyện cái nha. Đừng thử, thử. Làm thiệt đi, thử. Một phạt. U cha, tôi nghe một cái phạt nha. Tiếp nè. Chị mốt chị ơi. Hai phạt. Đừng có nhường. Ba phạt. Có cảm giác không nghe? Dạ có cảm giác lắm anh ơi. Tới Hùng. Để em cộng dồn cho anh Hùng hết. Chạy đi đâu? Em cầm một sắp luôn hả Hiển? Tại vì cộng hết tất cả những cái niềm đau mà anh Hùng mang đến cho tụi em. Hỏi chàng trai kia. Anh em mình còn gặp nhau nhiều lắm. Hiển, Hiển, cái khúc này nè. Ê, cái da non này Hiển đau lắm đó. Ê, ê. Bình tĩnh nè, anh nhìn đây chị ơi. Phải làm gì vậy? Hai lần. No, vậy, no, no, vậy lần. Là bắn chưa? Không thấy tim không đau gì qua đây. Do cuối cùng nè. Rồi, như vậy là các bạn đã chịu hình phạt xong đúng không? Mong rằng ở cái vòng sau sẽ không chịu thêm hình phạt nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta lên mâm. Đúng rồi. Lên dĩa mấy cưng ơi. Mời lớp trẻ lên mâm chịu phạt. Giờ dê đã điểm. Nãy mình đối xử với anh ta sao? Giờ không mấy mình làm lại y chang vậy đi nghe. Chuẩn bị 1, 2, 3. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa? Nãy giờ anh thấy mấy em la ó dữ quá, khan tiếng đúng không? Mỗi người mình tráng miệng nhẹ đi nè. Đang là cái giờ cơm trưa của mọi người đó. Người ta nhìn mấy em ăn như vậy người ta cũng thích lắm luôn á. Hồi nãy mấy anh chị đau mà sợ thể xác đúng không? Chúng tôi đau bên trong. Đau bao tử. Cái giờ này người ta đang ăn cơm mình ăn canh đúng không? Sao mọi người cứ nhìn em không? Em ơi. Mấy tới khúc này kêu cô không? Tụi em ơi, bên này ăn nhiệt trước tình đi. Vô. Wow. Còn nguyên một trái luôn. Ráng lên Hàng ơi. Em càng đam ghê quá. Ăn chua giảm cân. Cái trái của em nó chín này sao á? Không, cái trái của em nó chín nha. Ăn mà có vụ quà cơm. Cho ăn nó quà cơm. Ăn chanh mà như kẹo vậy. Ăn đi. Ăn chanh mà như kẹo vậy. Đó, nè, Hiển chưa? Ôi cha ơi. Tự nhiên cái trái này nó chín anh ơi. Nó buốt cái hàm ghê luôn. Mà đứng mình coi không thôi đó. Mà nó buốt thì buốt hai bên đây nè. Có rỉ giọt nước mắt nào thì cứ rỉ đi em. Xong hết rồi nha. Còn mình Hiển với Hằng rồi đó. Không, cái trái của em nó mới chua. Chanh mà nó xúc như cơm chiên Dương Châu vậy trời. Hả? Bỏ đi cưng. Thôi mà. Ăn cái mặt xấu. Ăn cho hết. Nuốt vô. Đó là cái hương vị của những người chiến thắng đó em. Nào đó.